Mít Tế xin chào các anh chị. À, trong video bài học này thì Mít Tế sẽ trình bày các anh chị một số cái kiểu ngoại tình hay là lý giải cho việc là vì sao người ta ngoại tình. Đấy. Thế thì uh, thứ nhất là người ta có thể là ngoại tình để tìm lại giá trị của bản thân. Và đến một lúc nào đó thì chúng ta có thể nhận ra rằng là uh, đối tác người bạn đời của chúng ta không còn quan tâm đến chúng ta nữa hay là không còn phù hợp với chúng ta nữa. À, chúng ta cũng cảm thấy là chúng ta đã kết hôn trong cái thời gian còn quá trẻ, chúng ta không có nhiều sự lựa chọn hoặc là chúng ta ít kinh nghiệm hoặc là lúc đấy chúng ta khó khăn hơn bây giờ chúng ta thành công, thành đạt hơn. Đấy, nên là chúng chúng ta mới mong muốn à, tìm một cái đối tác ngoại tình để bù đắp cái điều đó. À, chúng ta cũng muốn thử nghiệm xem là liệu rằng là bạn tình hoặc là cái người mà ngoại tình với chúng ta, người ta có thích thú chúng ta hay không. Thì đấy là một cái lý do mà tôi nghĩ rằng cũng khá là phổ biến. À, cái lý do thứ hai đấy là ngoại tình vì khủng hoảng ở cái độ tuổi trung niên. À, lúc này thì chúng ta bước vào một cái độ tuổi trung niên khoảng độ 38 40 tuổi trở ra thì chúng ta gặp các cái vấn đề về sức khỏe, ngoại hình à, chúng ta không còn đẹp như ngày xưa. À, cơ thể người phụ nữ sau khi sinh hai ba lần sinh nở thì à, đã xuống sức khỏe rồi thì à, số đo các vòng thì cái vòng cần to thì nó không to cái vòng cần bé thì nó không bé đó Thế nên là chúng ta cũng cảm thấy là chúng ta phải tìm ra một cái điều gì đó có ý nghĩa hơn đúng không ạ nhu cầu về tình dục của chúng ta đang bị cạn dần nên chúng ta muốn 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 hối thúc nó chúng ta cũng muốn cảm thấy là phải xài ngay khi mà chúng ta vẫn còn cảm thấy có giá trị đó thế thì ở đây thì cũng có thể là là chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng như vậy. À, lý do ngoại tình thứ ba đấy là vì chúng ta muốn tìm kiếm một cái đối tác tốt hơn. Chúng ta muốn có một cái sự so sánh. Đôi khi là cuộc sống vợ chồng một vợ một chồng à, khiến cho chúng ta không biết được rằng là thực tế cái việc ngoại tình và cái đối tác bên ngoài liệu có tốt hơn à, cái đối tác hiện tại của mình hay không? Đúng ạ không? liệu rằng là chúng ta có hạnh phúc hơn? À, khi mà chúng ta à, thử với một người đàn ông khác hoặc người phụ nữ khác đúng không đấy, thì à, cái nguy cơ này thì thường là do à, một trong hai người bị ám ảnh bởi cái điều mà à, chúng ta đã lựa chọn đúng hay chưa à, rất nhiều người là vừa cưới xong vài tháng đã có thể bỏ vợ à, bỏ con đến với người tình à, hiện nay thì tôi thấy một cái, có một số những cái trường hợp của các bạn trẻ là làm như vậy đấy là chúng ta à, ngoại tình và chúng ta công khai ngoại tình hoặc là chúng ta bỏ vợ bỏ con bỏ chồng bỏ con chúng ta đi theo người tình bởi vì nghĩ rằng là người tình thì sẽ tốt hơn. À, tôi không đánh giá về cái điều đó. Tôi chỉ đang đưa ra các lý do khiến cho chúng ta ngoại tình hoặc là chúng ta à, ly hôn vì những cái lý do như vậy. Vâng, à, lý do thứ tư đấy là à, chúng ta à, sử dụng ngoại tình như một cái giải pháp để mà giải quyết cái vấn đề tinh thần của chúng ta, đúng không ạ? Vâng, tức là chúng ta có một cái cuộc sống nó quá là tệ hại, à, thường xuyên bị đánh đập và gọi là bạo hành gia đình đấy, hoặc là bạo hành tư tưởng, suốt ngày bị chửi bới, có thể không bị đánh đâu nhưng bị chửi, bị coi thường, bị đay nghiến, thì chúng ta cảm thấy không còn được động lực sống, thế thì vô tình là chúng ta tìm kiếm được những cái tổ chức hoặc là những cái cá nhân người ta động viên người ta tạo ra chúng ta có những cái lòng tin hoặc là có những người người ta giúp đỡ mình và lúc đó thì chúng ta sẽ à, có thể trở thành là một trong những cái người mà à, chúng ta ngoại tình Thứ lúc nào mà chúng ta không biết đúng không và trong trường hợp này thì đôi khi cái việc ngoại tình đấy thì lại có vẻ như là tốt đẹp hơn so với cái cuộc sống hiện tại đấy thì chúng ta hết sức lưu ý nếu mà lý do đó là chính đáng thì À, chúng ta cũng nên đàng hoàng là à, dừng cuộc chơi à, hoặc là nói rõ với vợ hoặc chồng hoặc đối tác của mình trước khi chúng ta đi vào một cái mối tình mới tránh cái việc là chúng ta sẽ bị à, chửi rủa đánh đập bị à, những cái nguy cơ về thể trạng về sức khỏe thậm chí là về à, cả cái sự sống nữa đúng không Đấy. một cái lý do nữa à, lý do thứ năm mà tôi cho rằng À, nhiều cặp đôi rơi vào tình trạng này đấy là ngoại tình để trả thù, tức là ông ăn trả thì bà phải ăn nem, đấy, ông ăn kem thì bà phải ăn bánh. Đấy, đôi khi là à, chúng ta ngoại tình không phải vì mục đích là vì tình dục, mà đôi khi là chúng ta làm như thế để hả giận, để cảm thấy hả hê, để cảm thấy mình à, công bằng với người ta. Đấy. Nhưng mà đôi khi cái cách này thì tôi nghĩ rằng là khiến cho chúng ta lại lâm vào cái tình trạng là khó xử hơn bởi vì chúng ta có thể dễ dàng quan hệ tình dục với những cái đối tác mà chúng ta không có sự quen biết, không có các sự thân thiết và chúng ta dễ dàng xa đà vào một số những cái vấn đề liên quan đến hình ảnh cá nhân, liên quan đến đạo đức, liên quan đến sức khỏe, bệnh tật vân vân, để cũng hết sức là lưu ý. Đó bởi vì là đôi khi để chúng ta chơi giao thì cũng sẽ có ngày đứt tay, đấy. À, chúng ta cũng có thể ngoại tình vì cần một cái bờ vai an ủi cần một cái tri kỷ bởi vì trong cuộc sống của chúng ta không chia sẻ được với vợ hoặc chồng của mình về cuộc sống về à, đời tư về sức khỏe về tình dục về con cái vân vân thì cái này thì cũng khá là nhiều nó cũng xảy ra trong cuộc sống khá là nhiều bởi vì ai cũng có bạn bè đặc biệt là bạn khác giới cũng phải hết sức lưu ý đúng không ạ cứ tâm sự tỉ tê với nhau đi là ăn đòn lúc nào không biết. Mr. tới đã khuyên các chị rồi đấy. đấy. À, lý do tiếp theo đấy là ngoại tình vì chúng ta à, có cái vị vị thế không tương xứng giữa hai vợ chồng. À, ví dụ như là à, vợ hoặc chồng của bạn, à, đối tác của bạn đã à, tăng giá trị lên bằng cách là họ được thăng tiến trong công việc, công việc kinh doanh của họ thuận lợi, họ có tiền họ có quyền họ có sức họ có lực họ đẹp trai phong độ họ sinh gái họ thế này thế kia thì tự dưng cái mối quan hệ giữa hai vợ chồng nó không còn là bình đẳng nữa Đấy, và người ta cảm thấy rằng vợ hoặc chồng của mình không còn cùng đẳng cấp với mình không còn hấp dẫn nữa thế là cũng có thể đấy cũng là một trong những cái lý do khiến cho chúng ta ngoại tình hoặc là chúng ta ngoại tình bởi vì là À, chúng ta không thỏa mãn được các cái nhu cầu cá nhân, đấy, ví dụ như là nhu cầu về tiền bạc, nhu cầu về tâm sự, nhu cầu về à, du lịch, nhu cầu về con cái, nhu cầu về tình dục, vân vân, thì chúng ta phải đi tìm người khác. Nguyên tắc là thiếu thì chúng ta sẽ tìm và đôi khi là chúng ta chủ động đi tìm chứ không phải là người khác người ta dâng tới, đúng không? Và lý do cuối cùng đấy là ngoại tình là bị tấn công, tức là đối phương chủ động tấn công, đối đối tác người ta chủ động tấn công vợ hoặc chồng của mình, à, thế thì à, ví dụ người ta tấn công chồng thì chồng dễ sa ngã tấn công vợ thì vợ cũng lại cảm thấy cuộc sống đang rất bế tắc, không anh này anh rất là đẹp trai phong độ, anh ấy rất là quan tâm mình, không giống như thằng chồng nhà mình, chả biết quan tâm gì đến mình cả, vân vân, của một đống như này mà không biết xài để người khác người ta xài mất thì cái đấy là cái mà à, các chị em cũng hết sức là lưu ý à, đấy là ngoại tình à, chúng ta bị động bị đối đối thủ và đối tác người ta tấn công và rất có thể chúng ta cũng rơi vào cái vòng xoáy này à, thế thì thông thường thì các bạn thấy rằng là à, lý do thì cũng có rất nhiều đây là một số các kiểu à, khiến cho chúng ta ngoại tình chúng ta cũng hết sức là lưu ý bởi vì làm à, khi mà chúng ta À, biết được cái điều đó thì chúng ta cũng hết sức tránh để chúng ta có được cái cuộc sống hạnh phúc hơn bởi vì mục tiêu của chúng ta là à, ngăn chặn từ xa tất cả những cái nguy cơ khiến cho tình trạng à, trở nên à, bi đát hơn hoặc là vợ hoặc chồng hoặc đối tác của chúng ta à, rơi vào những cái tình trạng như vậy thì rõ ràng là chúng ta giống như là cái cái cục nam châm chúng ta sẽ hút đối tác của chúng ta lại đúng không ví dụ tôi nói ví dụ chẳng hạn như là À, tôi có một cô vợ rất là nóng bỏng đấy, rất là yêu chiều đấy, ăn mặc đẹp ở nhà, đi làm à, rất là sexy ở nhà à, nấu ăn ngon à, chiều chuộng chồng con làm ra tiền à, tuyệt đối trung thủy thế thì tôi cũng sẽ suy nghĩ lại là ờ, liệu rằng là tôi có nên để mất cô ấy hay không đúng không ạ và cô ấy lại còn thường xuyên dạy dỗ tôi những điều tốt đẹp là anh phải thế này anh phải thế kia và ngược lại thì À, một người đàn ông cũng sẽ làm như vậy. người đàn ông sẽ làm cho người ta cảm thấy có giá trị và nâng vợ mình lên và giúp cho vợ mình hiểu rằng cuộc sống gia đình là rất quan trọng. À, cảm thấy rằng là đấy một người đàn ông kiếm được tiền, đẹp trai, phong độ, à, nuôi dạy con cái tốt, đối nhân xử thế tốt. nếu mà cô không giữ thì người khác sẽ lấy mất đấy. kiểu kiểu như thế, đúng không? OK, rồi thì Mr X được dừng cái bài học là một số cái kiểu ngoại tình ở đây với mục tiêu duy nhất là giúp cho các anh chị hiểu được rằng à, nó có những cái cách thức kiểu thể loại như thế nào để từ đó chúng ta có cái giải pháp đối phó cho phù hợp à, xin chúc các anh chị và các bạn thành công xin cảm ơn